bữa nay nè, bà thấy không? Đó. Bà đẹp, bận đồ đẹp như vậy nè, trẻ ra gần 10 tuổi vậy đó. Tôi muốn dẫn bà qua để khoe với vợ chồng cu à, để hãnh diện với mọi người nha. Đi với tôi đi nha. Hôm qua mình nhận lời anh cu là để cho anh vui thôi. À. Bây giờ ông cứ điện thoại cho vợ chồng cu đi, À. nói là tôi bệnh, tôi không có đi được. Rồi cái thím tư á, rồi... đó có điện thoại, mình chờ chút xíu đi. Ai vậy? Ai biết ai? Bỏ mẹ cái kiến đâu rồi? Ờ đúng rồi, bả này. Tư nè đó. Ừ. Alo, thím tư hả? Con nè, xong rồi, xong hết trơn rồi. Ủa, thím đang trên đường tới hả? Rồi 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 rồi, 10 phút nữa là tới phải không? Rồi con chờ thím nghe. Con xuống dưới ha. Dạ. Rồi con chào thím. Dạ, chút xíu gặp thím ha. Dạ. Đó, bà gọi rồi. Trời ơi Đó, thôi ông làm ơn làm phước giùm tôi đi. bây giờ tôi đi Nè, tôi mình nói kỳ cho ông quá. nghe. Bây giờ ông cứ tới trước đi. Rồi 3 tiếng nữa, 2 tiếng nữa là xong hà. Rồi xong rồi, cái tôi điện thoại cho ông rồi tôi tới nhà thằng cu. À, cái này là kẹt lắm đó nha, chứ thiệt là tôi muốn đi với bà lắm á, Biết mà, tôi với tánh năn tôi nỉ ông mà. mà. Tôi biết ông muốn đi với vợ ông lắm. Ừ, bữa Ừ. nay là tại vì bà bận đồ đẹp, tôi thích, tôi ra hãnh diện, tôi có một người vợ trẻ đẹp như vậy nè, thấy không? Lúc này xài phấn gì mà sao mặt bệnh Phải xài thôi. quá. Nha. Thôi bây giờ hồi giờ thôi đi nha. Khoan khoan khoan, ngồi xuống chút xíu đi. Tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Sao? Tôi nói ông nghe, mình tới đám giỗ mình không đem miếng trầu miếng rượu nó kỳ. À. Đây nè, giờ á trong này có 20. À. À, ông đem tới để ông mua gì á, rồi gọi là cái lễ mừng đám giỗ. À. Ăn đám giỗ mình phải có lễ. Rồi 20 rồi đưa vợ à, còn cái chồng này của ông nè. à, bao nhiêu? Không, hôm qua đưa rồi. Hôm qua tôi đưa cho ông 100.000. 100.000 mới ăn xôi 4.000, ly trà đá 1.500 là 5.500 là còn 94.500. 94.500 đây, đi xe ôm tới nhà cu có 20 hà. Còn nhiêu đó tha hồ xài. Thôi được rồi, đi đi. Nhiều dữ ha. Xong rồi. Trời. Nhiêu đó tao đó. Tôi đi nha. Bye bye. Nhớ tới nha ông, nhớ gọi tôi nha. Đi Ừ. đi. Cho hôn cái thôi. Hỏi. Già rồi mà. Cái này đẹp quá. Khéo nịnh dữ ha. Biết chỗ nào massage good good không? Anh muốn mệt hay không mệt? Từ A tới Z. Ok. Ngon rồi nha. Rồi, ok luôn. không? Trên lầu 4 đó. Dạ đúng rồi anh, giá bình dân. Vậy hả? Có xăm bổ lượng. Chị ơi, anh này muốn xăm bổ lượng. Em lên chở anh trong phòng đi, để chị. Anh muốn uống xăm bổ lượng nè. Ừ. À. Khỏe như thế này mà còn uống xăm bổ lượng nè. Trời ơi, thấy vậy chứ. Hôm nay phải nhậu XO từ sáng tới tối. Mệt quá. Cho nên muốn kiếm chút xăm bổ lượng để mà cho khỏe mạnh chút xíu để kiếm chỗ đây. Uống xăm bổ lượng à? Theo em có nên. Không để tử để lo. Thế em xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi. Anh như trong kỹ đồn tắm rồi em thích kê cho. Alo. Gì hả? Đứa nào đó? Dạ con là Thủy đây. Sao con Thủy? Dạ mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi. Rồi rồi, nói mấy đứa giữ chân ổng lại đặng nghe. Chúng còn hồi hộp lắm. Dì tới liền. Dì lên liền nha. Bye con. Chỗ này phải không anh? Ừ. Mạnh lên chút đi. Úi trời, thôi nhẹ nhẹ thôi, mạnh đầm thiệt. Ôi trời ơi, gì tới. Sao con? Trời con mừng quá. Hồi nãy giờ hả con đợi gì con muốn rớt tim vậy đó. Trời ơi, tao chạy chút xíu nữa chạy bằng họng rồi. Sao rồi? Tụi nó đang cầm chân dưỡng ở trển á. Dì lên trển liền đi. Chết rồi. Dạ.
Hồi nãy gì đi gì gấp quá. Dạ. Dì quên, dì không biết mặc đồ lại massage được không? Hồi xưa giờ có massage đâu, không biết mẹ gì đâu. Thì tất nhiên là không được rồi. Nhưng mà dì yên tâm đi, tụi con đã là sẵn sàng cho dì ở chỗ rồi. Dì lên chỗ liền đi, tụi nó đang đợi á. Ừ. Đừng có hở hang, ông ấy thì chết gì nha. Không sao. Ừ, dì tâm lên chỗ nha. Dạ, dạ. Dạ. Chút xíu nữa là dì hú là dì nhớ chạy ra liền nha. Không dạ, dạ, dạ. Em ơi. Dạ. Mày sao? Nói em nghe này nha. Bây giờ anh cho em 50 ngàn, em đổ cho anh cô khác được không? Bỏ anh chơi em hả? Anh muốn gì em chịu. Không có chê. Mà cái tánh anh á, đi massage là anh hay đổi nhiều cô. Để anh so sánh cô nào có tuyệt chiêu. À, ừ. Anh muốn hàng mới phải không? Ừ. Có liền. Cô này là bảo đảm anh thích liền á. Yeah. Vừa đẹp nè, vừa massage giỏi nữa. Lại gái nhà lành ở dưới quê mới lên. Gái nhà lành hả? Ừ, em kêu nha. Ừ, cô kêu là lẹ đi. Để em kêu nha, anh chờ tí nha. Ừ. Bên đây xa, ra có khách nè. Chờ tí nha. À. Em cỡ tốn 50. Trời ơi, mắt xa người ta bận đồ ngắn lắm, sao em bận đồ dài vậy em? Phải được rồi. Em tên gì vậy? Em tên là Vanessa. Vanessa. Vâng ạ. Ủa, em là người Việt sao mà có tên Mỹ? Đấy là tên International đấy. Bởi vì em làm cho khách nước nào ấy thì em phải lấy tên nước đấy để cho nó thân mật đấy mà. À vậy hả? Vâng. Thế anh về đây du lịch à? Đúng rồi, anh ở Mỹ về em. Vâng, thế anh về đây du lịch á? Du lịch cái gì? Chỗ nào trên thế giới có danh lam thắng cảnh, chỗ đó anh tới hết trơn rồi. Thấy không? Anh về đây là để làm ăn. Làm ăn à? Ừ. Thế anh làm ăn về cái việc gì? Đây nè, ở Việt Nam có mấy cái công ty lớn muốn xuất khẩu hàng ra nước ngoài. Đó, nhờ anh đang kiếm thị trường ở Mỹ á. Thế anh về có bà xã anh về không? Bà xã anh đó hả? Vâng. Ôi trời ơi, không, em đừng có nhắc bà. Nói mà bây giờ anh còn nổi da gà nữa nè. Sao thế? Trời đất ơi, em nghĩ coi. Hồi còn trai trẻ đó, lấy bà đó, đã hối hận rồi. Thấy không? Đến nỗi bây giờ anh bỏ bà rồi đó, anh vẫn còn hối hận, nói cho em biết. Sao hối hận lắm thế? Trời ơi, nói phải nói xấu nha em. Vợ anh ấy vừa già nè, vừa xấu nè, vừa dữ nè, vừa trùm nè. Ây dồi, ôi dồi, cái gì em? Em bẻ cổ đấy. À, dạ. Vâng, lâu lâu làm cái thế đó, bất ngờ nó lại hay vậy. Và đi xa. Dạ. Em làm nghề lâu chưa? Dạ. Em mới làm có mấy tháng thôi. Mấy tháng thôi? Vâng ạ. Thôi nói với quê em làm gì? Dạ, trước đây em đi dạy. Em dạy? Vâng. Dạy bốn gì? Dạ, em dạy thiếu lâm. Thiếu lâm? Vâng ạ. Hèn gì em điểm nguyệt đã quá. Em... Ủa sao không thấy dậm lưng làm gì? Thôi bây giờ không dậm, tí về nhà dậm thế thôi. À, ủa gì kỳ vậy? Dạ không, không. À, tí dặn, vâng. Phải làm tuần tự chứ lị. Anh ơi, thế đi về đây anh có quen với khí hậu không hả anh? Trời ơi, mới đầu thì cũng không chưa quen, nhưng mà giờ cũng tạm tạm nè em. Hơi nóng á. Về đây không quen ai chắc buồn lắm anh nhỉ? Ây da, cái gì đau quá vậy em? Hả? Anh làm gì vậy? Lễ gió đấy. Ủa, massage giờ cũng phải lấy gió nè. Vâng, phải làm đầy đủ chứ lị. Làm đầy đủ thì khách mới đến chứ. Thôi đừng chích nữa. Em còn cái gì khác không? Xuất chiêu đi. Dạ. Em chỉ bằng ấy thôi. Xuất chiêu tí nữa. Thế nào cũng có mà. À vậy hả? Vâng ạ. Đủ rồi. Trời ơi, chốt nha. Trời ơi mà. Xin lỗi anh. Sao? Em chỉ bán nghệ chứ em không bán thân. Trời ơi, sao em nói vậy? Mẹ em thương em. Thôi nè, giỡn chơi với em chứ. Cho em 100 đô nè. Đó. Không cái nè. Cho luôn á. Ừ.
nghe mùi quen. Ê, trời ơi, bà. Bà tới đây, bà tới đây chi vậy? Không tới đây sao loài ra trăm đô? Ngồi xuống đó. Tôi xử xong cái áo này, tới viên tôi xử không? Chưa bao giờ tôi mặc đồ ngắn cỡ này đâu nghe. Kéo lên là tao ngồi tao gầm hồi nãy giờ rồi nghe. Nó nhỏ bà. Nhiều. Mẹ em nó nghe. Sợ nghe. Nhiêu đây về làm kinh tế. Mua đủ tạ gạo không? Tại sao tôi hỏi ông còn tiền không? Ông nói hết rồi. Tại... mà tới giờ này nó lòi ra trăm đô. Tại bà... nói nghe bà không cho tiền chơi. Tôi cho nên tôi giấu mỗi ngày chút chút thì mới gom được con trăm. Hay quá. Ông giỏi quá. Tới giờ này đi về tới đây rồi tôi mới biết ông gạt tôi nha. Ông muốn gì? Mấy đứa đâu hết rồi? Vô biểu hả con? Quen không? Nãy gặp rồi vậy? Ông lọt vô đây là ông lọt vô cái ổ nhện nhện mà con nhện bà nó đứng đây. Cái thằng mà chở ông đi xe ôm mà từ khách sạn tới đây đó, cháu kêu tôi bằng cô ruột. Bốn đứa này kêu tôi bằng dì ruột. Thấy không? Năm đứa đều nhau, có đứa nào có miếng thịt nào không? Chào Dưỡng đi con. Chào Dưỡng. Hết hồn chưa? Hồi nãy kêu em hỏi vậy. Đó, nhìn cho kỹ nè con. Hàn Quốc được ảnh vậy gọi là yêu rồi đó. Không biết cô có yêu tôi không ta? Không. Ủa cô đang xỉu mà. Trời đất ơi. Cô đẹp ơi. Cô đẹp. Cô đẹp. Cô đẹp. Nhổ tóc mai, nhổ tóc mai. Sao nhổ như giống như nhổ ghè vậy trời. Ê à, đau. Ủa cái gì vậy? Nữa hả? Nhổ. Ủa cô, nói nghe nè.
đi thi mà không ai quăng đẹp cương lên chị hiểu không? Được không? Không có đẹp. Không. Cái này cái gì? Là ma. Cô đẹp vừa phải thôi nha. Mày kêu ma mà cái nhìn mặt tôi ngoài là xỉu rồi sao trời. Có đẹp. Ủa giỡn cái thiệt đó trời. Ý, có khi nào biết tôi để ý cô đẹp, cái cô đẹp giả bộ làm như vậy để tôi quan tâm phải không? Cái này trong phim Hồng Kông gọi là gài hè. Ý, nếu mà mình không quan tâm đó, thì cô đẹp sẽ kêu mình là đàn ông hèn. Để thà mình bị gài hèn còn hơn là đã bị gọi là đàn ông hèn, đúng không? Hô hấp hèn. Ủa cái gì vậy? Sẽ đau quá nhờ. Đánh mày đau chứ. Trời ơi, cô làm gì tiên quýnh tôi làm sao? Thấy tao xỉu lợi dụng người ta hả? Thôi ngồi dậy đi, làm sao những xỉu làm sao? Cương thi là ma hả? Ma. Trời đất ơi, tôi hiểu rồi. Cô ấy ăn ở coi phim vậy là hèn gì. Cứ ghiền phim đúng không à? Ba chuyện nhảm nhí không? Tắt. Nhảm nhí gì? Tôi mới thấy ma thiệt mà. Ma. Ma đâu ra mà ma khổ ghê á. Cương thi nó vừa vô nó nhát tôi. Nói nghe nè. Cô ấy nha, là con gái mà cái ghiền coi phim ma. Một lần cô ghiền như vậy á, cô có đi thuê phim hay mướn phim, mua phim cũng tốn tiền. Bây giờ muốn coi phim ma mà không tốn tiền không? Cô chỉ ra cách. Cách nào? Mỗi lần mà lên cơn ghiền đó nha, cô có chạy qua nhà tôi, vô anh Lượm ơi rảnh không, qua đây cho em nhìn mặt một cái, là cô coi được phim ma. Không. Sao vậy? Tôi coi phim ma đời nhà Thanh à. Thế sao? Tôi không coi phim ma lùn. Ngắn một khúc rồi đâu giống con ma. Thôi dùng đó, tự nhiên tao qua đi, tao giúp đỡ, ông kêu thăm ma lùn rồi sao trời. Còn người nữa. Thôi mệt quá. Nói nghe nè. Vậy? Cô ở đây có một mình à. Thời buổi giờ không có ma cỏ này đâu. Hiểu không? Biết đâu mấy đứa lưu manh á, nó giả bộ ma cỏ, nó vô nó dọa cô, rồi xong nó cướp đồ sao, hiểu không? Hiểu không? Hả? Không. Cái gì? Trời ơi. Sao? Đừng có cướp của nhà tôi nha. Sao? Cướp tôi được rồi. Trời ơi. Cô tự tin quá. À, mày bảo à, làm có ma. Ủa, không có ma hả? Ừ. Có, tôi thấy con ma. Sao? Ủa, con ma nó dễ sợ lắm. Dễ sợ sao? Con ma này nó kỳ kỳ nha. Là sao kỳ kỳ? Nó ngồi ngồi ngọm ngọm con vật mà mặt đẹp đẹp xấu xấu. Mặt nó kỳ lắm. Khó tả mà. Mặt nó khó tả lắm. Thiệt không? Chị. Đó à. Đó không phải con ma đó. Anh là con ma le. Chứ con ma kia ma gì? Con ma kia hả? Là con ma này tưng 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 tưng. À, mày không bảo không à? Ta nói là thời buổi giờ không có ma, hiểu chưa? Giờ con nói là con ma xấu lắm không? Ừ. Bình tĩnh. Khó tả đúng không? Xấu khó tả không? Bây giờ cô thấy con ma đó dưới mặt tôi, ai xấu hơn? Bình tĩnh. Anh xấu hơn. Trời ơi. Để tôi quỷ hả? Thôi cô có đẹp ơi. Cô có vậy không à? Thôi. Thôi tôi giỡn thì thôi chứ. Tôi thấy là con ma nó xấu hơn anh. Thôi nói nghe chứ nè. Làm sao mà anh xấu hơn con ma được. Ủa anh đẹp hả? Hơn nhiều. Cảm ơn đẹp nha. Ừ. Từ trước tới giờ trong thơ mình có người khen tôi đẹp. Có không? Dù gì cũng đẹp hơn ma là tôi cũng vui rồi. Thôi nói nghe nè. Nói không có ma. Đừng có tin tưởng ba cái chuyện bậy bạ vậy. Nhất là mấy người mà ghiền phim ma như cô á, là cái đầu óc ưa tưởng tượng thôi. Ma là cái sự tưởng tượng của con người thôi. Hiểu chưa? Giờ là nhớ nè. Đẹp á, ở đây có mình nè. Coi chừng cẩn thận á, cái bọn du côn nó giả ma cỏ rồi nó vô đây rồi nó bậy bạ, nó cướp bóc phải không? Có gì á, la lớn lên. Rồi lượm chạy qua cho. Yên tâm nha. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Để thôi tôi về. Cảm ơn lượm nha. Mà khoan là tôi không yên tâm tí nào rồi đó. Hứa tôi là không sợ ma đi. Thì tôi... Chắc không? Thề chứ lượm là tôi không có sợ ma nữa. Hứa với tôi rồi nha không? Không có ma gì hết trơn cái trời á. Chắc. Chắc không? Chắc. Ê ma kìa! Ê ma kìa! Trời ơi.
Cái gì vậy? Trời ơi! Mày làm cái gì đẹp? Mày làm cái gì mà tao hết hồn mày giết người hả? Hả? Em vô em tìm chị mà. Tìm cái gì mà tìm? Mày không thấy tao đang làm gì hả? Trời ơi! Ý trời ơi chị! Tới rồi hả? Tới rồi kìa! Tao cúng rồi mà sao tới lẹ vậy? Chị ơi! Trời ơi! Chị! Em nhìn cái thần sắc chị rồi em biết rồi. Trời ơi! Hôm nay nhà chị cúng ông nội chị phải không? Trời ơi! Đẹp ơi đẹp! Sao mày có duyên quá! Mày làm tao hết hồn à! Làm tao tưởng tới rồi chứ! Tới là cái gì tới? Đêm nay tại sao tự nhiên cái chị lập bàn cúng là chị cúng ai vậy? Trời ơi! Không phải cúng ông nội đâu bà ơi! Ông ngoại hả? Không phải ông ngoại luôn! Có hả? Mày im mày để tao nói! Ngoại cố gì đây? Hả? Mày biết tao cúng ai không? Cúng ai? Cúng... là cúng ai? Cúng cái... hả? Cúng đồ dơ. Trời! Sao bà sống mà kỹ tính quá vậy bà? Sao kỹ? Trời ơi, bà mua có cái áo mới về mà nó dơ, cái bà lấy ra bà cúng là sao? Trời ơi! Rồi cái áo đâu? Không thấy cái áo đâu hay là cái khăn này nó dơ rồi bà lấy ra bà cúng? Áo cái gì mà áo? Mày ngu quá, cúng đồ dơ mà không hiểu hả? Nghe. Cúng đồ dơ là tao cúng cái khăn đó. Nó một cái khăn màu trắng. Trắng nó không ra trắng. Mà ngà nó cũng không ra ngà. Nó chạy nó bay bay mà không ra bay bay. Mà cái bóng cũng không ra cái bóng. Mà nó mờ cũng ra mờ. Nó cứ lấp phơ, nó lấp phất. Trời ơi, tao sợ quá mày ơi. Chị ơi. Hả? Mày sao vậy? Đẹp. Mày sao vậy đẹp? Chị kể. Bình tĩnh lại nói chị nghe, mày sao vậy? Chị kể cho em nhớ lại. Em nhớ cái gì? Em cũng gặp cái trường hợp vậy. Hả? Trời. Mày gặp rồi hả? Chị kể. Gặp rồi, tỉnh lại nghe. Chị dùng cái nhang mà chị dí thì màu mắt em chết luôn à. Không phải dí như vậy đó. Em nói tụi mày nghe sao? Mới hôm qua nè. Ừ. Em mới ngồi ở trong nhà. Ừ. Em thấy. Ừ. Cái bóng nó lượn tới. Nó lượn lui. Nó bay qua. Bay lại. Trời ơi. Lần đầu em tưởng là ai múa trước mặt em. Tao cũng nghĩ như vậy. Trời ơi. Em nghĩ là trời ơi chẳng lẽ ma mà bây giờ có ma múa ư? Trời ơi làm sao có được. Rồi sao? Trời ơi cái nó chập chờn nữa, bóng đen, bóng mờ, bóng sáng. Ủa, rồi mày sao? Trời ơi, em xỉu xuống, rồi em tỉnh lại. Em xỉu tỉnh, mặt cũng hết một lần đó chị. Trời ơi, tỉnh xỉu gì mà gom lại một lần một à hả? Trời ơi, sợ quá chị ơi. Bởi vì hôm nay em qua đây em gặp chị nè. Có nghĩa là hỏi cái tình hình là mày đã thấy ma rồi phải không? Trời, em thấy ma rồi. Mày thấy mày xỉu vậy đó phải không? Em thấy em xỉu. Trời ơi, tao mà thấy chắc tao chết quá. Cũng may là tao chưa thấy mà tao còn sợ vậy đó. Mày biết sao không? Tao chưa thấy nhưng mà tao nghi lắm mày. Mà chẳng những tao nghi mà tao nắm được bằng chứng nữa. Vậy? Hả? Thì nãy giờ mày chưa thấy hả? Trời ơi! Sao mày lao quá mày làm nó hết hồn vậy? Tao chưa thấy nhưng mà tao có bằng chứng. Trời ơi, bà mới nghi mà bà cúng còn hơn tôi gì đó hả? Người ta đã nói rồi, tao mà thấy chắc tao chết. Trời ơi! Đây này, tao chỉ cái bằng chứng tao cho mày coi. Em thấy rồi. Rồi. Trời ơi, mà sao chị cúng gì mà chị cúng cho con gà sống chi vậy? Hả? Gà chết. Gà chết hả? Mà gà chết rồi để đây cúng chi? Mày gớm quá thú quá à. Con gà này chết nghe chưa? Hả? Cúm gà nó không quan trọng bằng. Mày biết lý do thì tại sao con gà nó chết không? Sao vậy? Nó chết là tại vì nó mất máu. Ghê chưa? Thì gà chết phải mất máu thì sao bà? Không phải vậy mà, trước khi chết nó còn máu. Rồi khi mà nó chết là nó mất máu, cho nên lý do chết của nó là mất máu. Trời ơi, có con gà nào mà nó đang còn sống mà nó mất máu mà chết nó ra máu đâu? Trời ơi, đẹp ơi, mày ngu quá. Nó không phải chết bình thường nè. Thường thường con gà chết á là có vết cắt cổ nha. Ủa, tao khám nghiệm tử thi con gà này rồi, không có một vết cắt cổ nào hết. Trời ơi, nó... Tao quả quyết với mày, kết quả của con gà này chết không là phải là cắt cổ mà là bị cắn. Trời ơi. Đi vậy nè. Trời ai mà vô mà nó chết được. Hả? Trời ơi. Hiểu không?
ghê quá vậy. Mày nhìn kỹ nó đi. Hả? Nhìn cái cổ với nhìn cái cánh làm gì má ơi. Hả? Đây nè, mày thấy hai cái dấu chấm, cái cổ còn cái đó là cái phao câu. Hả, phải không? Ừ, cái cổ nè, hả? Đây, để tao dập ra cho tao đừng đụng tới là nó mất cái dấu tay đó. Đó, thấy chưa? Mày thấy hai cái dấu chấm tròn tròn nho nhỏ không? Hả? Thấy chưa? Giờ chi xác vậy, thấy trời chưa? Ơi, mắt cận mà. Thì đại khái tao nói là mày phải tin tao nói là nó bị hút máu. Trời ơi, cái hút máu gì mà cái vết răng gì mà nhỏ xíu vậy ạ? Mày cũng biết hả, vết răng này là vết răng của con nít đó mày. Ồ, con nít mà làm ma nữa hả? Mày biết ma gì không? Trời ơi, ma gì? Ma có đời nhà nào mày biết không? Nhà nào? Nhà Cương. Biết đời nhà Cương không? Trời ơi, nào giờ tao có ma đời nhà Thanh chứ làm sao có ma đời nhà Cương. Mày không coi phim bộ hả? Ma là ma đời nhà Cương, mày biết Cương không? Mày biết Cương. À, biết rồi phải không? Trời ơi, Cương con bác sĩ Cường ở trên đó hả? Ơi, ma nhà Cương là đời xưa rồi, chứ đời đâu đây, bác sĩ Cường đây. Trời ơi, sao tôi tưởng là thằng Cương con bác sĩ Cường trên này bị thành ma. Mày có coi phim bộ không? Mày có nghe ma nhà Cương không? Trời ơi, hôm giờ em cũng coi phim bộ. Mà em nghe nói đời ma nhà Thanh chứ làm gì có ma nhà Cương. Phải không? Chị không nhớ hả? Con ma nhà Thanh nó vậy nè. Em để em làm lại cho chị coi nè, con ma nhà Thanh nè, đó đó, vậy nè. Đó, vậy nè, đó thấy không? Đó, vậy nè, đó. Tụi mày đừng nhé. Đúng rồi, tôi mày đừng có làm nó, tao sợ lắm. Đó. Ma nhà Thanh nó vậy đó. Ôi, tự quá lắm. Trời ơi, bây giờ sao vậy? Trời ơi, giờ tính sao đây trời ơi. Trời ơi, xuống mụ bẻ thằng tay kìa, báo kêu rồi kìa trời. Trời, xuống đây trời. Tôi kêu trời nào? Xuống đây. Mày làm gì vậy? Bà mới kêu trời, tôi kêu phụ bà tay, giọng tôi bự mà trời ơi. Xuống đây trời. Đẹp ơi, mày tỉnh lại đi đẹp. Hả? Mày giống như bị ma nhập vô mày vậy. Chơi nhờ sao? Mày tỉnh không? Tỉnh mà. Mày phụ tao đi. Vậy có cách nào không? Có cách rồi. Có cách rồi, cách nào? Nói thôi. Chị ra chị kêu ông thôn trưởng. Ừ. Bắt ma lại. Đúng, ra thôn trưởng bắt ma. Đâu phải đâu. Sao vậy? Thôn trưởng bắt người phạm pháp chứ làm sao mà bắt ma. Bắt ma thì phải cái gì là cái người bắt nó phải siêu siêu, nó phải cao cao hơn nữa kìa. Mà chị nhắc siêu mới nhớ. Ừ, kêu siêu nhân đi. Trời ơi bà nội, phải không? Làm gì mà có siêu nhân mà bắt đây. Trời ơi, gì chứ giờ đưa ma đi đâu trời. À, tao có cách rồi. Đem vô chùa. Sao? Đem vô chùa cúng. Đem vô chùa hay chùa cúng để coi cúng được không? Chùa mình là ở đây. Ừ, mà con ma là đời nhà Thanh rõ ràng, mà vô mấy thầy chùa cúng á thì tụng bằng tiếng Việt Nam thì đó, rồi đời nhà Thanh tiếng Tàu rồi sao ta hiểu. Chết cha rồi, ma nó đâu hiểu, là phản cảm là nó không có nghe đâu. À, bây giờ có cách nào không? Có cách nữa rồi. Cách gì? Trời ơi, sao tao giỏi hơn mày nhiều nha. Bây giờ thầy chỉ có thầy mới làm được thôi, chỉ có thầy thôi. Bị sao thầy cao tay ấn hơn mà thầy siêu hơn ma. Đúng mà. Rồi mà thầy ấn là ấn là gì? Đúng rồi, ấn là tay ấn là bắt ma con đó. Ma này nè, phải bắt cái con ma này vô trong thầy cũng dạy nó mới làm nên. Đúng rồi, cũng phải có thầy đó mày làm nên. Đúng rồi, cũng như con ma nó cao thiệt nhưng mà thầy cao hơn con ma. Đúng rồi, cuộc đời của mình là như vậy, bằng chứng cho mày biết. Cây cao thì phải có cây cao hơn. Đúng rồi, núi này cao thì có núi kia cao hơn. Ừ, mày cao thiệt nhưng mà tao cao hơn mày hả? Trời ơi, sao chị sỉ nhục em không quá vậy? Thôi, em biết em lùn rồi, chị còn chơi em hoài chị. Không không hả? Chị lấy rõ ràng bằng chứng nữa cho em dễ hiểu nha. À, đây, con gà. Ừ, con gà chết nó không cao bằng con gà đang bệnh. Ừ, con gà đang bệnh nó không cao bằng con gà đang sống, mà con gà đang sống nó không cao bằng con gà đang chạy mà mang guốc. Con gà đang chạy mà mang guốc? Ừ, gà nào mà mang guốc được trời. Gà móng đỏ. Gà móng đỏ mang guốc. À, trời ơi, từ con gà nào mà chị ví qua tới con gà móng đỏ. Ừ, mà con gà móng đỏ là toàn đi guốc hả? Đi guốc không? Chị đứng đợi em chút xíu nha. Mày đâu vậy? Em đi cái. Đi đâu vậy đẹp? Em về nhà em thay đôi dép cái. Sao vậy? Em mang guốc mất công nguyên xã, người ta tưởng là em là gà móng đỏ hay sao? Trời ơi bà ơi, bà khùng á, bà tự nhận bà là gà móng đỏ hả? Hả? Trời ơi, đâu biết đâu. Không có đâu. Mày xã này tao biết mày mà. Phải không? Ừ. Mày biết gà móng đỏ là sao không? Mày biết gà móng đỏ ai được gà móng đỏ không? Cán bộ xã. Không phải, thầy được. Ủa, thầy cũng vô. Thầy được, thầy dí vô nhị tỳ. Cho nên mày thấy không, cuối cùng con gà nó cao cỡ nào cũng bị thầy được thôi. Thầy bắt vô nhị tỳ thôi. Gom lại tất cả đều là một chữ thầy. Do đó dứt khoát mình phải mời thầy. Thầy ăn lẹ lên đi rồi đi. Dạ. Không đi cái cú này hai thầy trò ăn mì gói cả đời. Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa? Dạ đủ hết rồi luôn. Còn gà muối đây chưa bỏ vô.
Đem thì đem cho đầy đủ. Để chút nữa con bả luôn vô bụng. Chắc chắn cu này thầy trò mình sẽ được ăn một bữa lớn rồi. Có mùi gà không vậy? Yên tâm đi, cũng là phải có gà. Vậy hả? Thằng con á, cái bụng có chừa con hai đùi gà đi. Còn phần sơ bụng á là cái đầu với cái cánh. Còn cái phong câu à, còn kính thầy luôn á. Mày hay quá. Con gà có hai cái đùi mày dành mày ăn miết. Tao cứ nhường mày hoài, càng ngày tao càng teo lại rồi. Phải thông cảm cho thầy đi. Mày nghĩ sao, tao gần lớn tuổi rồi, mày cho ăn đùi gà gì? Không cho ăn đùi gà, mày cho ăn cái đầu với cái cánh, tao mắc xương tao chết thì sao? Không phải đâu, ăn cái cánh á để cho thầy mọc cái cánh ra bay khắp mọi nơi. Còn cái đầu á để cho thầy thông minh hơn nữa, để đi gạt người ta. Thiệt là cái gì cũng nói được. Không hổ danh là học trò của tao. Ăn nhanh nhanh đi con. Dạ. Chuẩn bị đi, chiều rồi. Lẹ lẹ đi, trời tối là mình làm pháp sự rồi. Vô cái cú này ha, thầy trò mình biến đi chỗ khác liền. Chứ dạ, ở đây chung quanh sặc mau, hiểu không? Dạ. Vậy mình biến đi đâu vô bụng? Đi chỗ nào xa xa làm ăn. Dạ. Mày đó cũng phải khéo khéo cái miệng một chút đi. Người ta đang để ý mình đó, nhất là cái ông mà trưởng thôn. Trời ơi, tao sợ ông nhất. Hôm nay ông cứ địa tao hoài đó. Thầy, thầy điện thoại qua ảnh coi xong chưa vô bụng. Chờ chút xíu đi. Chuẩn bị đi, ăn lẹ lẹ đi. Dạ. Cứ ngồi ăn từng cộng vậy, chừng nào mới xong. Chờ tao đi điện thoại. Alo, xong rồi ha em? Ừ, được rồi, thầy cho tôi qua liền. Chuẩn bị cho đầy đủ nha. À, cảm ơn. Tạm biệt, đi 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 đi. Nhanh đi con ơi. Xong rồi lát nữa về rồi tao cho mày ăn mấy gói luôn. Cái thứ gì mà ăn ngày nào cũng ăn mì gói mà nó thèm thấy gốm không? Bưng mày húp mẹ luôn đi. Coi chân sạc. Xong chưa? Lên đường. Bữa nay nhảy cho giỏi nha. Nhảy không giỏi tao quánh chết á. Sư phụ. Gì? Mình thuộc môn phái nào sư phụ? Hả? Mình thuộc môn phái nào? Mình có cái phái nào đâu. Mình là phái lường gạt. Nhưng mà không vậy là lẽ giờ ra nói phái lường gạt hay sao? Nếu ai hỏi con cứ nói mình thuộc phái Mao Sơn. Trời ơi, Mao Sơn người ta toàn là ăn cao lương mỹ vị, mình ăn mì gói. Ai nói mày Mao Sơn ăn cao lương mỹ vị? Mày thấy cái phái Mao Sơn là ăn cao lương mỹ vị chưa? Vậy chứ nó. Đây là hên là mình ở dưới đồng bằng đó. Con không biết chữ nho đừng có cãi thầy. À, Mao Sơn của mình còn được ăn đùi gà. Chứ nếu dịch đúng cái chữ ra thử coi, Mao là gì biết không? Dạ không. Mao là lông, Sơn là gì? Sơn là núi, ở trên núi là ăn lông không đó, không được ăn thịt đâu. Dạ. Thôi đi cho rồi. Sư phụ. Chuyện gì? Pháp sư mình tên gì? Hả? Pháp sư mình tên gì? Pháp sư bữa nay hả? Dạ. Mấy bữa đi cúng tầm bậy không, có đặt pháp sư đâu. Không chừng mấy con mẹ này nhiều chuyện hỏi mình không biết nói cái gì. Mày cứ nói là bữa nay mình đi diệt cương thi, mình cứ dùng như phim Tàu là cương thi đại pháp. Quá hay luôn sư phụ. Nghe con như vậy nó mới gom. Con nhớ rồi nè. Được rồi, thôi đi đi. Trễ quá rồi. Dạ. Đâu rồi, chiếc tiền vàng bạc đâu rồi? Đây hết rồi. Đâu, đây con rải. Lấy ra rải đi. Thôi đi ra giữa đường rồi rải, rải làm gì nhiều tốn tiền. Dạ. Mấy bạc ở đâu có thấy ở đây đâu. Tới trước cửa nhà mấy bạc con rải khí thế vô cho thầy. La lên cường thầy đại pháp, cường thầy đại pháp. Vậy được dạ. Rồi. Thầy ơi, giờ còn cái gì thầy muốn nói với tụi tôi cái gì nữa không thầy? Thầy cứ đếm tiền hoài sao tôi biết? Tiền này có đếm cũng có xài mẹ gì được đâu. À vậy hả? Thấy thầy đứng thầy nhẩm tưởng đếm được. Đang coi thử lễ vật như thế nào thôi. Lễ vật thì được rồi, đầy đủ lắm rồi. Dạ. Nhưng mà dạ, có một điều tôi muốn dặn, con cương thi này nó không phải là con cương thi bình thường. Con cương thi này hình như nó là con cương thi gì ghê gớm lắm.
Đậu cương thi là phải đưa gốm cái sao bình thường được. Theo nghiên cứu của mắt nhà nghề của thầy thì con cương thi này nó chỉ hấp thụ kim ngân vàng bạc thôi. Ủa vậy là sao thầy? Là sao thầy? Tức là nó thấy ai có tiền có của thì nó sẽ nhào vô, nó sáp vô, nó hao qua tiền, nó căng chạy mau cho tới chết thì thôi. Bây giờ tụi con phải làm sao? Gì vậy? Thầy nói không có là vậy. Đẹp đẹp tới. Thầy mới nói là. Dạ, sợ, sợ la, tội nghiệp bà đó. Sợ thôi mà bà la, tôi tưởng bà là cương thi đó. Chưa, cái gì vậy? La như con quỷ vậy à. Bình tĩnh đi, có thầy ở đây mà bình tĩnh lại. Dạ, giờ tụi con phải làm sao đây thầy? Bây giờ như vậy. Dạ. Mấy cô đem hết tiền bạc vàng vòng đó, gom lại một chỗ đi, bỏ trong cái bọc. Tôi sẽ làm phép, xì bùa, dán một cái lá vô trong đó, nó thấy nó sợ, không bao giờ nó dám lấy của mấy cô, mà mấy cô cũng bình yên vô sợ. Thì sao thầy không lấy vàng vòng của thầy, thầy yếm rồi tụi con cho nó khỏe? Dạ. Vàng ở đâu ra, vòng ở đâu đây? Dạ. Không nhìn thấy hay sao? Dạ. Với lại của thầy là nó không bao giờ nó dám đụng vô. Đúng rồi. Con cương thi này nó lạ lùng hơn những người khác. Dạ sao thầy? Cô biết không, nó chỉ nhào cho những người nào mà đẹp, mà đeo vàng vòng nhiều thôi. Còn mấy bà xấu mà vô duyên là không bao giờ nó nhào vô. Đó. Thầy ơi, vậy thưa thầy, cái nhan sắc của con cỡ nào vậy thầy? Từ xưa tới giờ thầy chưa bao giờ biết quánh cái giá trị cái nhan sắc. Tự mình nhìn nhận đi. Dạ. Cảm thấy tủi hổ nhục nhã khi mình xấu thì cứ đeo. Còn nếu không tháo ra đi, nếu không là chết bây giờ. Dạ thưa thầy. Chị đánh giá chị đi, chị coi chị được bao nhiêu? Cũng tầm thường lắm, chừng 9 nút mà. Trời ơi sao bà thấp quá vậy? Gì nữa? Trời ơi cái cỡ bà đi ra xã mà đi thi hoa hậu chấm là chỉ một điểm thôi đó. Thôi được rồi. Ở trong xã này người ta nói tôi là cô đẹp không à. Thôi để tôi đưa được rồi, chị cứ đeo đi. Chứ tôi là tôi đẹp hơn chị rồi đó. Thôi tao hỏi thầy thấy nhan sắc con sao thầy? Nói chung là thầy không có quanh gia về nhan sắc. Tại vì thầy là một người tu hành. Dạ. Không bao giờ đánh giá nhan sắc. Nhưng nhìn chung mày không được nè, không được, mày không được nè. Tính bài cào hay xì dách? Dạ cào đi. Bài cào á? Dạ. Bà cào 5 nút là có cửa ăn rồi. Trời ơi, thầy điểm thầy luôn. Thầy khiêm tốn chưa, thầy nói thầy không quánh giá nhưng mà thầy quánh giá chính xác. Trường hợp cái bù thôi. Thế chưa gì phải lột ra thôi. Thôi lột ra đi. Bởi ta nói hồng nhan bạc phận mà. Khổ ghê vậy đó. Chị thắng tôi cái sợi hạt trai này đi. Trời ơi, bữa hôm á cái bà dì em đó bà mẹ nói đọt thân mà sao nuôi trai nhiều vậy? Không phải, cái trai này là cái trai bà dì của tôi. Bả nhờ người ta đi lặn xuống dưới đại dương rồi bắt mấy cái con trai đó. Tháo lẹ lẹ đi. Dạ thì thịt dài quá. Ừ đó, trai nặng lắm, khổ ghê vậy đó. Không có thời gian mà đứng lèm bèm hoài. Sao mà tức làm như ý trời này không? Con cương thi nó tự nó gỡ ra luôn nè. Đó vậy. Con không có đụng vô nha, tự động nó rớt cái bạc xuống đất vậy đó. Trời ơi cái con cương thi này nó ghê quá. Thầy ơi thầy. Dạ. Chiếc nhẫn này giả khổ tháo nha thầy. Đồ giả con mang hè chơi vậy đó. Nhôm nhiếc đồ đừng bao giờ tháo ra. Dạ, dạ xong hết rồi. Cái nhẫn này con mới mua ở ngoài chợ nè, 3.000. Còn đôn tay này cương thi ơi, cương thi. Đôn tay này có 5.000 à, hạt giả này. Được chưa? Rồi đó. Bỏ hết vô một chỗ đi. Gom vô, gom vô, lấy giấy gói lại. Lấy cái này gói lại cho tôi. Gói lại cho thầy đi. Rồi hết cho kỹ đi. Rồi. Đừng có thiếu món nào nha. Dạ. Thiếu món nào nó về nó trù chết luôn á. Nó không trù thì thầy cũng trù thôi. Bà cho tôi chiếc bông rồi đi, chiếc này đẹp. Ôi trời ơi. Bà nói mình đẹp phải tháo ra hết đi. Rồi vô để đây. Từ từ. Dạ xong hết rồi đó thầy. Dạ xong hết rồi đó thầy. Thắp cho mấy cho nha coi. Thắp nhang. Thầy chuẩn bị làm pháp sự. Đừng có rung. Mày rung dữ vậy đẹp. Trời ơi bà rung chứ tôi đâu có rung. Còn nghĩa tao mày cùng rung thì phải. Trời ơi sao ghê quá chị. Rồi. Một lát hồi nó về bình tĩnh nha. Dạ. Phải kêu nó về thôi. Rồi nó về rồi nó có đứng ở đây không thầy? Nó đứng đây cho nó chạy đi đâu. Trời ơi chết rồi. Trời ơi. Làm gì vậy? Dạ sợ. Thầy nói không la hoài vậy. Dạ sợ. Chuẩn bị làm phép bà la cho cô đi. Tôi chưa trị ma là tôi phóng cây nhang trong họng bà. Dạ. Nhậm ngõ này đi. Đi qua bên này. Đi. Tao nhát mày còn nhát hơn tao. Người nhỏ con mà cái miệng to quá. Dạ. Thấy tôi không? Bự con miệng to không nói gì. Chuẩn bị để làm pháp sự. Hay thiệt đó nha. Dạ. Cái giấy mà nó xuyên qua cây nhang mà nó cháy lủng cái giấy luôn. Trời ơi, đúng là phép rồi. Ăn cái gì mà khôn vậy? Chữ mày ngu á. Lửa mà không cháy thì cái giày cháy. Cái này tôi chích bà còn cháy nữa chứ đừng nói gì giấy. Lèm bèm hoài. Đi kiên đi cò. Yên lặng đi để tôi kêu nè.
đừng có sợ nghe. Dạ. Rung rung chút thôi, đừng sợ nhiều. Thiện linh linh địa linh linh, thần tài thổ địa thổ công hà bá cấp cấp, nhân luật linh cương thay phương nào mau xuất thiện. Thầy không có bảo đảm là nó có chặn bà ở ngoài đường hay không? Thôi, để con đưa đây, con đưa đây. Bà dễ sợ quá vậy, bà gian với Cương Thi chi? Dám gian với Cương Thi hả? Thầy liếc bà thấy bà lận lận nó trồi lên một cục rồi. Gói lại đi dụ cho nó cho dễ. Đứng im nó đi. Chết mẹ rồi, rớt cái đèn rồi là nó gần xuất hiện. Đừng vô, trời ơi. Để im nó đi, dằn tiền lên. Rồi đứng im, chuẩn bị làm pháp sự. Đốt nhang nữa hả? Thôi khói gì lắm. Làm cái này luôn đi cho nó tiền. Hồi nãy mới đốt giấy màu gì? Màu vàng phải không? Bây giờ thứ riêng màu đen. Màu đen nó kinh khủng hơn màu vàng. Đừng ý kiến nữa nghe bà. Nhắm mắt lại đi. Thiên linh linh, địa linh linh, phương thấy phương nào mau mau xuất hiện. Ngập kim ngập nhân. Thiện linh linh, nhắm mắt
lại, nhắm mắt lại, tâm tâm đi, nhắm mắt lại, đừng có ôm nhau nữa. Mỗi đứa có một nơi đi. Ôm thầy cũng được. Thôi đừng có ôm thầy. Gì hả? Cho ôm ai? Bà đứng bà tự ôm mình bà đi. Gì hả? Thiên linh linh địa linh linh gia chủ triệu cơm. Tao hú hồi nào nha, nó trái tay tao hú chứ tao hú màn nào vậy? Trời ơi, nghe trái kêu ra cái hú gì vậy? Đi vô đi ông, mày ý kiến. Mày đứng kính mà mày gì đâu muốn. Ra chứ lại. Ra đâu đi. Hả? Ra lại. Nhắm mắt lại đi. Nữa hả trời ơi. Đường này mà mày đi ra đường này mà sao bây giờ mày đổi đồ mà mày lùng tục vậy? Con ở bên. Đừng có bận, đừng có nói nhiều, đi vô đi, chừng nào hú rồi ra. Đi đi. Đi vô đi. Chừng nào thầy hú rồi con ra nghe chưa? Lợi dụng đó ông lừa, ông lấy tiền lấy bạc hết. Không? Đó đâu có tiền cái vàng vàng của tôi đâu hết trơn. Vậy coi. Tôi nói nghe là ông mà thần thánh gì, ông thần thánh là ông lên ông trị tôi được rồi. Ông thấy tôi cũng xỉu rồi, ông thần thánh đi. Còn nhỏ này không phải là ma đâu. Nó là người thiệt luôn á. Nhóc. Dạ. Anh lượm mà. Anh lượm. Mà giải thích làm sao đi mày làm gì? Không phải em đâu, ông dưới em làm chuyện này. Ủa vậy không? Đó thấy chưa? Hai người thấy chưa? Thấy cái tội của hai người, một người thì mê tín, một con người thì thích khoái coi phim kinh dị và đâm ra cái nông nổi này nè. Dạ. Giờ dựng đầu cũng vậy. Kêu vậy coi, dễ sợ quá. Chú ba. Dạ. Trời đất ơi, đi tới mà nhổ gì kêu thầy đi vậy coi. Mà nhổ dạ. là tóc mày nhổ như lông gà coi. Ổng á, ổng bị ma nhát mấy lần. Con không dùng cách đó. Cách gì? Ổng mệt không ngủ đó. Tóc mày đâu? Đây hả? Tăng. Trời đất ơi, thầy trò mày hay quá ha. Mày quá vậy mày. Ma đâu rồi? Ma đâu cái gì? Ma đâu con nè. Con nè. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Lượm đây.
Sao mày chơi với nhát tao vậy? Ai biểu chú ba lừa gạt mấy người này, con phải nhát cho chú ba thôi. Đó bây giờ ông chú ba bỏ chị ra. Ông dễ sợ quá, tiền vàng bạc người ta đâu. Dám lấy hù tôi, để phá muốn chết luôn kìa. Tôi cho mấy người hay nghe chưa? Đừng có tưởng thầy cao tay ấn nghe chưa? Ông cao. Không, tôi cao tay ấn thiệt. Không dám. Ở trong xóm này không ai cao tay ấn bằng tôi. Thiệt không? Tôi chỉ chỗ cho. Thôi chả ngại rồi mày. Giờ tôi chỉ chỗ cho. Cái gì vậy? Là tôi trả tiền. Tao ấn vừa mãi chứ. Thầy cao tay ấn, thầy không bao giờ sợ tầm bậy. Đừng có nói như vậy. Bây giờ không trả tiền vàng bạc tôi phải không? Tôi chỉ cho thầy cao tay ấn luôn lại chị không nè. Còn lâu, kiếm được thằng nào tôi chịu trách nhiệm cho. Kiếm được liền nè. Biết ai không? Ai? Trưởng thôn.